Đạo Phật thì chấp nhận nhân quả nghiệp báo, đúng không nè? Thì muôn duyên do nghiệp tạo thành rồi, có gì phiền não để hành sát thân? Vì vậy chúng ta phải sao nè? Miệng cứ cười, nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu. Hôm nay chúng tôi giảng bài pháp có bốn điều. Thứ nhất là gì? Miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, và đạo ta cứ tu. Đó là nội dung của bài pháp hôm nay. Có gì mà phải buồn rầu sân si? Đức Phật Ngài dạy chúng ta bốn cái chân lý, bốn cái sự thật. Trong đó khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế chúng ta biết rồi, tập đế là nguyên nhân sinh ra sự khổ. Đó là gì? Tham ái, mong cầu. Hãy tham nhiều thì khổ nhiều. Đó, chúng ta cứ nhớ đơn giản. Một cái nguyên nhân sinh ra sự khổ của chúng sanh đó là gì? Tham ái. Đau khổ vì nỗi mong cầu. Cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. Đó, thấy ghê chưa? Đầu tiên là mình khổ vì cái sự mong cầu. Tự nhiên à, tự nhiên mình mong cầu, tham à. Rồi cái mình mong cầu được không nói chi, mà không được cái nỗi sầu nó lại tăng. Mình thấy mình vô minh mà nghịch lý dữ lắm. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Chúng tôi nó có sách, nó có chứng. Đầu tiên là mình không có, đúng không nè? Cái mình mong cầu, mình mong cầu cho có. Rồi chính vì cái tham của mình á, mình mong cầu cho có, rồi mình lại muốn có thêm. Mà hễ mà nó mất hoặc là nó không được là cái nỗi sầu lại tăng lên. Chúng tôi nói có sách mách có chứng chứ không phải là nói khơi khơi. Chúng tôi xin kể một câu chuyện để cho quý vị thấy được á, đau khổ vì nỗi mong cầu. Cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. Cái khổ của cái không có, rồi cái khổ của cái có mà bị mất. Đó, để chúng tôi nói cho quý vị nghe, mình khổ không à. Vì vậy á, chúng tôi kể câu chuyện này để quý vị nhận định nha. Tự mình nhận định. Hôm nay quý vị nghe pháp với chúng tôi là phải có cái sự giao lưu. Chúng tôi nói là quý vị phải cảm nhận để chúng ta có thể là chấp nhận những cái điều chúng tôi nói hay không. Bây giờ tôi đang nói cái điều gì nè? Đau khổ vì nỗi mong cầu, mà cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. Đầu tiên mình không có, cái mình mong cầu mình có cái khổ thứ nhất. Khi mình có rồi, nó mất, mình lại xuất hiện cái khổ thứ hai. Để nói câu chuyện này quý vị mới thấy được cái khổ của chúng ta. Khổ một và khổ hai. Chúng ta có cái khổ ba nữa. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị là chúng sanh nó có ba cái khổ. Bây giờ mình nghe trước cái khổ một, khổ hai, rồi chúng ta sẽ bắt đầu biết được cái khổ ba. Cái khổ thứ nhất là gì? Là không có muốn cho có. Đau khổ vì nỗi mong cầu, đúng không nè? Cầu mà không được thì nỗi sầu lại tăng. Thế câu chuyện chúng tôi muốn kể quý vị này là một cái buổi sáng sớm, có một cái đứa bé lắng nghe nghe, nó ngồi bên lề đường nó khóc. Thì một người thanh niên tốt bụng á, một người thanh niên tốt bụng mới đi ngang, mới nhìn thấy đứa bé khóc, tội, cho nên mới lại hỏi: tại sao còn khóc? Thì đứa bé mới trả lời sao quý vị biết không? Nói hồi sáng á, mẹ con cho con một đồng ăn quà, con mãi mê chơi, đánh rơi mất. Bây giờ con tiếc, con buồn, con ngồi con khóc. Nghe cho kỹ nghe, nó khóc. Người thanh niên tốt bụng mới nói: thôi con nín đi, đừng có khóc nữa, chú sẽ cho con một đồng. Thì người thanh niên tốt bụng nó mới lấy một đồng trong túi ra, mới trao cho đứa bé. Thì khi đứa bé cầm một đồng trong tay, thay vì nó nín, đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Cái chỗ này nè, chỗ này mới quan trọng. Thì người thanh niên rất là ngạc nhiên, đúng không? Mình cũng ngạc nhiên chứ, mất một đồng buồn khóc, bây giờ cho một đồng là phải nín, theo định lực là cộng trừ, phải không nè? Mà đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Thì người thanh niên mới ngạc nhiên, mới hỏi: ủa con mất một đồng, con buồn con khóc,
Bây giờ Chúa cho con một đồng rồi thì con phải nín chứ, làm sao con khóc lớn hơn nữa. Nó trả lời sao quý vị biết không? Nó nói phải chi hồi sáng đừng mất một đồng, bây giờ con có hai đồng rồi. Hiểu gì không mà cười? Hiểu không? Như vậy thì thấy cái lòng tham con người mình nó tăng lên đúng không? Như vậy thì chúng tôi giới thiệu với quý vị nó có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ của cái không có. Cái khổ thứ hai là cái khổ của khi có rồi mà bị mất, như đứa bé vậy đó. Và cái khổ thứ ba là cái khổ không biết từ đâu mình bị lệ thuộc vào cái có và không có. À, nghe cho chỗ này là hay lắm. Như vậy thì nó có ba cái khổ nha. Bài giảng hôm nay là bài giảng cuối năm mà, có nhiều mình nói hết à, tổng kết mà. Hôm nay bài giảng cuối năm là tất niên tổng kết luôn. Không biết chúng tôi xui hay hên nữa mà trúng ngay cái ngày bài giảng cuối năm. Hay giờ giảng đầu năm nó mở hàng thì nó vui. Còn bây giờ giống như là hút hụi chót vậy đó. Thì bây giờ quý vị biết không, hôm nay là quý vị phải ráng cố gắng mà lắng nghe. À, nghe cái bài này là cũng như là bài giảng cuối năm hút hụi chót. Làm gì làm cũng năm 2022 này là cuối cùng rồi. Muốn nghe nữa thì phải qua năm 2023. À, thì cái khổ thứ nhất á, được gọi là khổ khổ, là mình tạm gọi là cái khổ của cái không có. Ý nói cái người nghèo, người thiếu phước, sanh ra là một bầu trời u ám, lớn lên trong cơ cực, khó khăn, thiếu thốn, làm ăn thì thất bại, rồi mọi mặt chung quanh mình toàn là màu xám không, cuộc đời của mình không có gì là may mắn hạnh phúc hết. Thì cái này chúng tôi tạm gọi là khổ khổ. Nghe cho kỹ nghe. Cái người đó đó, cái người mà kém phước đang trả nghiệp đó, bệnh hoạn ốm đau tiền bạc thì không có, cơm nước thì chạy hàng bữa, thiếu ăn thiếu mặc, vay nợ lung tung. Nói chung là một cái hình ảnh là một cái người là kém phước, mà chúng tôi tạm gọi là khổ khổ. Quý vị tập trung lắng nghe đi, hay lắm. Cái này để mình nhận thức mà. Thứ hai là gì? Thứ hai là nói đến cái hoại khổ. Là chúng tôi muốn nói đến cái người mà họ có phước, sanh ra là con nhà giàu, học giỏi đẹp trai, lớn lên có vợ có chồng, làm ăn thì thành đạt, của tiền thì không thiếu, vân vân và vân vân. Nói chung là một màu xanh hy vọng, một màu hồng trước mặt. Nhưng mà khổ một nỗi thế gian này, Đức Phật Ngài nói là vô thường. Cái màu hồng màu xanh đó đó, nó không được bền, nó chuyển màu. Nghĩa là sao? Đang giàu cái tự nhiên bỗng phá sản. Nghe cho kỹ nghe. Đang khỏe cái tự nhiên đi khám, phát hiện trong người có bệnh, mà bệnh đặc biệt đó, bệnh ca, ví dụ như vậy, nan y. Rồi con cái đang ngoan ngoãn bỗng dưng nó hư đi. Chồng mình bỗng dưng là một cái người tử tế, đàng hoàng, tốt, hôm nay ổng sanh tật, ví dụ như vậy. Nói chung là nó tan nát, nó thay đổi, nó hoại đi. Cái màu hồng, cái màu xanh bắt đầu nó chuyển sang cái màu gì? Màu xám và màu đen. Thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một cái gì? Cái khổ. Hiểu chưa? Lúc đó theo cái gì cái người đó khổ không? Khổ. Tức là mình đang vui mất đi cái niềm vui, đang hạnh phúc mà mất đi cái niềm hạnh phúc, thì theo cái gì có khổ không? Khổ. Thì cái khổ này chúng tôi gọi là gì? Hoại khổ. Hoại đi cái khổ, giống như đứa bé nó có một đồng, nó mãi mê chơi đánh rơi mất, thì nó mất đi một đồng đó, thì nó sẽ xuất hiện cái khổ, nó ngồi nó khóc. Hiểu chưa? Thì cái đó gọi là hoại, hoại khổ. Ở đây có ai có chưa? Mình đang có niềm vui, mình đang có hạnh phúc, nhưng mà niềm vui hạnh phúc đó nó bị vô thường, nó thay đổi, nó làm cho mình xuất hiện mỗi cảm giác tâm là đau khổ. Thì cái này được gọi là hoại khổ. Hoại đi niềm vui, hoại đi hạnh phúc,
quại đi những cái điều mà mình đang cảm thấy hạnh phúc đó. Nhưng mà đứa bé nó có một đồng trong tay rồi, nó mất đi, cái một đồng đó, nó cảm giác cái khổ. Và cái khổ thứ ba là gì? Là cái hành khổ. Hành khổ ở đây không phải là hành hạ mà khổ nghe. Hành ở đây chúng ta phải hiểu đó là cái pháp hành, là cái pháp hữu di, là cái pháp sanh diệt. Có rồi không, đến rồi đi, còn rồi mất, sanh rồi tử. Mà mình bị lệ thuộc vô cái đó. Nghe cho kỹ. Thí dụ khi mình chào đời có gì không? Không. Lớn lên cái mình có, cái mình bị dính mắc vô đó, lệ thuộc vô đó. Bây giờ cái đó nó mất đi thì nó cũng như mình tính đơn giản là nói chung là nó là bù trừ thôi. Thì khi mình có rồi mình ra đời cũng đâu có gì, thì bây giờ mất đi thì cũng đâu có gì. Thay vì cái đó mình không có buồn nha, đằng này mình bị buồn, bị khổ. Thì cái khổ này gọi là bị lệ thuộc. Không biết từ đâu mình lệ thuộc vô cái chuyện này lắm. Hãy khen là vui à, mà chê thì buồn, đúng không? Hãy có thì vui, mà không có thì buồn. Được thì vui, mà mất thì buồn. Mà cái nguyên lý thì sao? Đi vào đời với hai bàn tay trắng. Lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn tay. Mà không hiểu trong cuộc sống của mình, từ khi mà cha mẹ sinh ra lớn rồi tới già tới chết á, thì mình bị quá nhiều cái lệ thuộc vô cái việc có và không, giàu và nghèo, đẹp và xấu, khen và chê. Quý vị đồng ý với tôi cái khổ này không? Đồng ý cho anh chàng vỗ tay. Mình không hiểu từ đâu mà mình lại bị lệ thuộc cái đó. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta có hai cái nguyên lý để chúng ta đến với cuộc đời này. Cái nguyên lý thứ nhất mà chúng ta cần phải biết là chúng ta phải tin rằng mọi việc do duyên nghiệp nó hợp thành. Nó đến cũng là cái duyên nghiệp, và nó đi cũng là cái duyên nghiệp. Cho nên cái pháp đầu tiên chúng tôi gửi tặng quý vị đó là chúng ta phải thấu cái chữ duyên. Cái người mà thấu muôn duyên rồi, thấu chữ duyên rồi thì không bao giờ than phiền quán trách. Nghe chỗ này hay. Thấu muôn duyên hay thấu cái chữ nghiệp duyên rồi thì có gì mà than phiền quán trách. Người ta giàu, người ta đẹp, người ta sung sướng là cái phước duyên của người ta. Còn mình nghèo, mình khổ, mình xấu xí, mình gặp rồi rủi không, thì cái đó là cái nghiệp duyên của mình. Rất công bằng, phải không nè? Như vậy thì có chi mà phải buồn. Vì vậy chúng ta lấy cái câu đầu tiên chúng ta nhớ, để chúng ta sống vui mà. Sống là phải vui. Mình đệ tử Đức Phật thì hiểu được rằng là thấu muôn duyên, không than phiền quán trách. Quý vị thấy Đức Phật có than phiền quán trách không? Còn mình có không? Mình than dữ lắm. Mình dường như ai cũng sanh ra ở Quảng Ninh hết trơn. Ở Quảng Ninh là cái mỏ than lớn nhất của nước. Đúng là than, đúng là than. Than tới mức độ mà ta nói người lớn á, thường than thân trách phận. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Người khổ than không nói, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, mà có con khổ mệt nợ nần màng. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Phải dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tâm an nhàn. Như vậy thì cái bước đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị, để chúng ta có một cái gì miệng ta cứ cười. Nghe cho kỹ, cuộc sống này mình chuyện gì đến nó đến. Mình là người hiểu Phật rồi, biết đạo không buồn chuyện trái ngang nữa. Cái chuyện trái ngang nó có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải tự nhiên. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Có gì đâu mà buồn. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Thuận duyên thì mọi việc dễ dàng.
Nghịch duyên đừng có mờ màng uổng công. Có duyên chuyện khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Bây giờ mới vỗ tay. Như vậy thì cuộc đời này cần phải vui tươi. Đó, hôm nay chúng tôi hãy nhớ về mấy câu này. Ta cứ vui mà sống, đúng không? Miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả. Nghe cho kỹ. Bây giờ câu thứ nhất là miệng ta cứ cười, cuộc đời cần phải vui tươi. Gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng hoan trái luân hồi khổ đau. Hiểu được vấn đề rồi thì bây giờ mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên, để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Nhưng mà khổ nỗi mình không có được như vậy. Mình thì cũng mỗi ngày nếu chọn một niềm vui, mình thường thì mình chọn nụ cười tiền đâu không. Người ta, mình có cái bệnh, mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười tiền đâu tôi mới cười. Thấy khổ không? Người ta là chọn nụ cười gì? Đầu tiên. Đầu tiên là tiền. Tiền đâu? Đó, cô kia cô hiểu cô cười rồi. Tức là thay vì cái người mà có tu á, người ta hiểu vấn đề rồi. Nguyên duyên do nghiệp tạo thành mà, có gì phiền não để hành cái xác thân này. Bây giờ mình hiểu tất cả các pháp là nguyên duyên do cái nghiệp nó tạo thành rồi, không có gì phiền não để mình hành cái xác thân này hết. Mình phiền não làm chi? Mình buồn khổ làm chi để mình hành cái xác này? Vì vậy là sao? Miệng ta cứ cười. Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là miệng mình cứ cười. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Chứ đừng bao giờ chọn nụ cười tiền đâu. Nụ cười tiền đâu thì nó cũng cười vậy, nhưng mà sau đó nó sẽ bị cái gì? Sau cái nụ cười tiền đâu nó sẽ là nụ cười gì? Khổ đau. Câu chuyện này chúng tôi kể đó, cái đứa bé đó, nó mất một đồng, được người khác cho một đồng nó cười. Đằng này nó mới đâu cười đâu, nó khóc. Đó, cái nụ cười đầu tiên á, cười cho cuộc sống thản nhiên thì để tâm thanh thản bình yên dưới đời mới được. Còn cái nụ cười tiền đâu, cái tâm nó không có thanh thản bình yên dưới đời được đâu. Quý vị cứ thấy những người họ giàu đi, những người họ giàu theo quý vị này thì họ có cười không? Không cười hả? Họ cũng cười, họ cười mà họ cười nụ cười tiền. Tiền đâu? Nhà giàu họ ham việc lắm, họ làm ra tiền đó. Tức là ngày nào họ cũng làm ra tiền được, cho nên họ ham việc lắm mà họ cứ mãi cái nụ cười tiền đâu. Nhưng mà rồi cái nụ cười đó nó không có bền. Một ngày nào đó cái khổ thứ hai nó xuất hiện. Hồi nãy chúng tôi nói có hai ba cái khổ. Cái khổ thứ hai là cái hoại khổ.
Người ta nói ngẫm trong muôn sự ở đời, trăm năm rồi cũng xa rời thế gian, sắc kia dù đẹp vẫn tàn, giàu sang rồi cũng như làn khói sương, duyên tình sợi nhớ sợi thương, sướng vui rồi cũng đoạn trường chia ly. Âu sầu than khóc mà chi, được rồi lại mất có gì vấn vương, an nhiên một kiếp vô thường, thảnh thơi tà bước an bình cõi tâm. Mình hiểu rõ rồi, vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, mình cứ an nhiên mà sống. Vì vậy miệng ta thì cứ cười, nhớ nghe. Mà cái nụ cười thì rất đẹp, cái người xấu mà họ cười ra vẫn thấy đẹp nghe quý vị. Tất cả đây đều có nụ cười đẹp đâu, mọi người cười cái sẽ coi coi. Trời ơi, cười không à, thấy không vui. Cười phải giống nụ cười an nhiên đàn bà, cái nụ cười này nó hơi méo à, mình phải cười sao cho đẹp. Cái nụ cười của mình nó ban một cái năng lượng ra cho người khác. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương, hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Là đệ tử của Đức Phật, mình đã chọn con đường tu Phật rồi. Nếu ta đã chọn con đường tu Phật thì ta đừng tính đến chuyện hơn thua. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Như vậy thì đề tài hôm nay là sao nè? Muôn duyên do nghiệp tạo thành phải không? Có gì phiền não để hành sát thân, vậy cho nên miệng ta cứ gì? Cứ cười, đúng rồi. Nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu hay. Đó, hôm nay mình sẽ nghe bốn cái điều này. Tổng kết cuối năm mà, cho nên phải nghe rốt ra bốn điều này. Bây giờ điều thứ nhất là miệng ta cứ cười biết rồi đúng không? Miệng ta cứ cười à. Đời chỉ đẹp nha, khi lòng ta cởi mở là phải mở nụ cười đó. Biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tầm hé mở. Bây giờ sang cái câu thứ hai, tại vì nghiệp ta cứ trả. Bây giờ xin hỏi quý vị, chứ mình trả nghiệp của ai vậy? Của mình hay của các bà kế bên? Của mình hay đó. Phật dạy mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ, nghiệp là của ai? Của mình. Mình trả nghiệp của mình. Mình không có trả nghiệp giùm cái bà kế bên đâu mà sợ. Mình tạo nghiệp thì mình phải trả quả, đó là định lực đương nhiên. Nhưng bây giờ thường á, thì mỗi lần mà nghiệp đến mình buồn dữ lắm, mình sợ nghiệp dữ lắm, mình có cái bệnh lạ lắm. Nhân thì mình không sợ, mà sợ quả dữ lắm, sợ nghiệp dữ lắm. Lúc mà gieo nhân á, hí ha hí hửng nè, chửi được người ta rồi á, mát cả lòng á. Trời ơi bà đó, tôi chửi bà xong tôi hả dạ lắm đó. Khi mình gây nghiệp á thì mình không sợ, nhưng mà đâu quá của nghiệp sắp trổ tới, sợ lắm. Mà nhiều khi nó cũng chưa tới nữa. Cái ông thầy bói nói coi chừng năm nay nha, bà nghiệp nặng lắm mà, tam tai coi chừng cẩn thận, là sợ rồi đó. Đúng không? Bây giờ mình tu theo Phật rồi thì nghiệp ta cứ trả. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp.
Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Đức Phật và chư vị thánh tăng các ngài cũng trả nghiệp, nghe cho kỹ. Nhưng mà tâm của các ngài không có đau khổ, còn mình cũng trả nghiệp mà đau khổ quá trời. Mà mình trả nghiệp của ai? Của mình. Hôm nay quý vị phải nhớ giùm chúng tôi, nghiệp là của mình. Nghiệp thiện hay nghiệp ác gì cũng là của mình. Mình sanh ra đời mình để trả nghiệp. Cái câu này rất hay. Dù cho nghiệp thiện hay nghiệp ác cũng phải trả. Mình có tưởng đâu là mình nói mà hay nghiệp thiện mà nói là hưởng phước, mà nghiệp ác mới trả. Thì mình dùng cái từ nó khác vậy thôi. Thực chất ra là trả hết. Nó là phản ứng của hành động mà. Hành động tốt thì cho quả tốt, hành động xấu thì cho quả xấu, đúng không nè? Bạn đâm đầu vào một cái miếng gọi là cái gói nhung, cái gói bông gòn thì nó im á, nhưng bạn đâm đầu vào tường thì nó khác. Cái quy luật nó như vậy. Cho nên người ta có một câu rất hay về cái nhân quả nghiệp báo là khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao của khối u á nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối ốc. Vì vô minh nó mới tạo nghiệp ác, mà tạo nghiệp ác giống như mình đâm đầu vô tường vậy đó, hiểu không? Thì tất nhiên cái quả của nó là gì? Là cái độ cao khối u nè, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối ốc. Cái người nào càng vô minh nhiều, càng ngu nhiều thì tạo nghiệp càng sâu càng nặng, thì cái khối u nó càng cao. Mà khối u nó càng cao thì nó tỷ lệ thuận cái độ ngu của cái khối ốc của người đó càng nhiều, hiểu chưa? Cái những cái người vô minh á, thiếu hiểu biết á, thì mới tạo nghiệp sâu với nặng. Hình ảnh này hay lắm. Cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả. Không có trả nghiệp của người khác đâu mà sợ. Mời quý vị đọc theo để cho nhớ nghe. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Đọc lớn lên. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Hôm nay quý vị đến đây nghe như đó là đủ. Có ai thuộc chưa mà vỗ tay vậy? Thuộc chưa? Sao thuộc nói? Cho nên quý vị thấy cái khó khăn của cái sự nhớ đó, cho nên quý vị mới thương các vị giảng sư. Mấy vị giảng sư lên đây nói một tiếng đồng hồ, quý vị có hai lần mới thuộc hả? Rồi đọc lại. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Thuộc chưa? Thuộc rồi hả? Gần thuộc rồi. Chắc thêm lần nữa quá. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Đâu ai thuộc đứng giơ tay lên coi. Còn không thì đọc chung đi coi có thuộc nổi không nè. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. 2, 3. Mới đề 3 hết xăng rồi hả? Xe này giống xe Trung Quốc quá vậy. Đề ba lại. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. 2, 3. Trời ơi, cái này giống giao thông Việt Nam quá. Người chạy hướng vậy. Ai muốn chạy sao chạy. Thấy chưa? Đó.
Quý vị thấy thương mấy vị giảng sư không? Thương không? Thương. Vỗ tay cái coi, thương lắm. Trời ơi. Thấy chưa? Quý vị học có mấy chữ mà đọc nó không xong nữa. Người ta lên đây giảng bài pháp. Đọc lại, muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, hai ba. Rồi thôi, này đúng là cuối năm thiệt luôn rồi. Hôm qua năm sau ngày học tiếp đi. Mới tức thì đó mà quên. Vậy mà đi soi người ta nghe. Trời, giảng sư này giảng lưu lót, giảng sư kia giảng không lưu lót. Mình có hai câu đọc không xong. Chúng tôi làm như vậy để cho quý vị biết chi không? Để cho quý vị biết thương yêu giảng sư. Mà cuộc sống mà chúng ta sống bằng cái tâm thương yêu á, thì nó khỏe lắm. Mà mình không thương yêu mình khổ lắm. Muốn có nụ cười thì phải có cái tâm yêu thương. Nhớ chưa? Thấy quý vị hiền dễ thương quá, cho nên chúng tôi xin tặng quý vị bài hát Bến Bờ An Vui, được viết theo bài nhạc đời Bến Thượng Hải. Chúng tôi chọn bài hát này cũng có cái ý à, chứ không phải tự nhiên nha. Có cái ý là sao? Hãy đạo thì sao? Bến bờ an vui. Mà hãy đời thì sao? Bến Thượng Hải. Biết Bến Thượng Hải không? Bon chen giành giật, hơn thua, mưu mô rồi hãm hại, giết chóc, máu đổ đầu rơi. Bến Thượng Hải ghê lắm. Có cái bộ phim đó đó. Chỗ đó là cái chỗ gọi là tranh giành hơn thua, băng đảng, giết chóc dữ lắm. Cho nên mới có một câu là đời thì khổ mà đạo thì vui. Cho nên mình hiểu đạo rồi thì sao? Miệng ta cứ cười. Bến bờ an vui thì cứ cười, nhưng Bến Thượng Hải sao cười nổi. Thấy không nè? Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bến Bờ An Vui. Đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường. Đời biệt ly tung tung tung, rồi điêu tàn tung tung tung. Nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dầu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi, gắng sức công phu để một mai kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung 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 vàng an lành, tung 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 cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hương theo chân Phật quang vinh. Đời biệt ly hai ba, đời biệt ly rồi điêu tàn. Nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dầu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng.
Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi gắng sức công phu, để một mài kịp bước theo chân người xưa, đào cho ta vạn an lành, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền nao tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật quang vinh. Hết. Hả? À, hay quá hả? Hay quá, ráng nghe nữa đi. Ráng nghe cho nó hết bài pháp này. Bây giờ là... Ủa mà lại thuộc được mấy câu rồi? Đọc lại coi. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, đọc lại coi. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, hai ba đọc thầy nghe coi. Quý vị mà đi giảng về chắc người ta không thỉnh nữa quá. Lộc có nghe được chữ nào đâu. Tôi chọc quý vị cho quý vị vui thôi. Tại vì biết sao không? Hay quá hả? Hay quá, giờ muốn mới đọc lại phải không? Rồi, muôn duyên do nghiệp tạo thành, đọc theo. Có gì phiền não để hành sát thân? Vậy cho nên miệng ta cứ cười, nghiệp ta cứ trả, phước ta cứ làm, đạo ta cứ tu. Đó, hôm nay tất niên rồi, cuối năm rồi, có gì mình học hết luôn đi. Học cái câu này. À, bốn cái sau ha. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Cô nói là có hai cái trước đó hơi lụp bụp thôi. Bốn cái sau thì nó suông, đúng không? À, họ đọc bốn cái sau suy nghe coi. Miệng ta cứ... Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Thông cảm đi, tuổi tác bây giờ ta nói là lão lai tài tận rồi. Hồi nhỏ thì mình học đâu nhớ đó, lớn lên có một cái là học đâu quên đó. Đúng rồi. Thôi thì hôm nay kính thưa quý vị, là cái bài giảng tổng kết cuối năm của một năm tại đạo tràng tu tập một ngày an lạc của chùa Kim Sơn. Và lần đầu tiên chánh định được về chùa này, được tất cả các Phật tử thương mến, thấy xúc động quá. Từ tối hôm qua giờ ngủ không được, nôn nôn cho mau trời mau sáng để ra giảng pháp cho quý vị nghe. Nghe kể là Phật tử biết sư về đây cho nên nhiều người điện thoại tới, rồi xin đăng ký, rồi hứa đến đây nghe. Thấy trong lòng mà vui lắm, tối ngủ đâu có ngủ được đâu, nằm mà cứ chúng chiếm cười riết rồi tới sáng luôn vậy đó. Thì hôm nay rất là đặc biệt, thời gian nó đã hết rồi, nên xin được dừng lại đây. Còn nhiều để dành sang năm giảng, chứ giờ giảng hết rồi qua năm tới gì giảng. Lời đầu tiên cho phép chánh định được nói lời niệm ơn đến ni trưởng. Thật sự ni trưởng thì không biết chúng tôi, nhưng mà ni trưởng được chú quay phim giới thiệu mời về đây để giảng. Rồi ni trưởng cũng nhận lời, rồi sau đó ni trưởng nói con cũng có nhiều người biết sư giảng được, cho nên ni trưởng rất là vui. Đó là đầu tiên cho phép chánh định được nói lời tri ân đến ni trưởng và các ni chúng, cũng như các Phật tử trong ban tổ chức khóa tu, chúng trưởng, chúng phó, và đặc biệt là toàn thể tất cả các Phật tử hiện diện nơi đây có mặt trong ngày hôm nay. Quý vị đã thương mến chánh định, không quản ngại đường xá xa xôi,
những ngày cuối năm bận rộn rất là nhiều, nhưng mà cũng đến đây để tham dự, giúp cho chánh định được hoàn thành cái bài pháp này một cách mỹ mãn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Thôi thì chánh định xin được dừng lại đây. Trước khi dứt lời thì chúc cho ni trưởng cùng ni chúng và toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta theo cái lời chúc của Phật giáo Nam truyền là ai vú quanh ná xúc khá ba lá và banh nha, tức là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và đặc biệt là có trí tuệ để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chia sẻ chúc Phật tử chúng con còn tiếc lắm, còn tiếc thời gian lắm. Dạ, nói đi. Nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời Thầy như ánh nắng mai, cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời Thầy như gió ngút ngàn, đưa con ra khỏi muôn vàn khổ đau. Kích bệnh thường tọa giảng sư, gần hơn một tiếng đồng hồ, thượng tọa giảng sư đã ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp rất vi diệu. Thượng tọa đã nhận lời mời của ban tổ chức, vượt đường xá xa xôi hàng trăm cây số trở về nơi miền Cà Mau cứu việc thân yêu, nơi cuối trời cực nam của Tổ quốc. Hôm nay Phật tử chúng con rất mong thượng tọa sau này sẽ trở về đây để giảng thêm những nhiều bài pháp nữa cho Phật tử chúng con. Phật tử Thầy đã truyền trì mạng mạch Phật pháp, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài. Thầy đã đem tất cả những tinh hoa Phật pháp để giảng cho Phật tử chúng con nghe, để chúng con được trở về với Phật quang chiếu sáng trong bản thể tâm linh. Vì tính lực chẳng sâu nên thắng nghiệp chìm trong hữu lậu, Phật tử chúng con vì muốn về Tây Phương mà còn nắm cả ta bà, mà quên mất đi bản lai diện mục. Mai nhờ Thầy đã về với chùa Kim Sơn này để giảng cho Phật tử chúng con nghe, để chúng con được ngưỡng vọng diệu pháp và được ươm mầm trí tuệ, và Phật tử chúng con được trở về với cái tâm tỉnh thức để được thượng tọa thức tỉnh cho chúng con. Và những lời này chúng con xin thành tâm tri ân lời của thượng tọa giảng sư đã giảng dạy, và chúng con xin y giáo phụng hành lời của thượng tọa giảng sư. Chúc thượng tọa giảng sư được bồ đề thọ trường và được đắc kim thân Phật quốc. Pháp là phương thuốc diệu thai, chữa lành bệnh khỏi bao loài chúng sinh, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo chắc hồi hướng hả? Dạ. Dạ, mời Phật tử chúng ta khởi thân đứng dậy để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật